Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chấp tâm mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thuyết vô cùng thú vị trong WinBee. Yodo đã gần như đánh bại được thiên tài Roxy mà chưa cần phải thật sự nghiêm túc. Tôi không biết có phải là do những lời khiêu khích của Sanji hay không, nhưng có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận là giờ đây Yodo rất mạnh. Vậy theo các bạn thì hiện tại Yodo là đang ở đâu so với những kiếm sĩ trong WinBee? Với việc Thánh Venus đang có mặt tại hòn đảo tương lai hết, thì rất có thể đối thủ tiếp theo của Yodo sau khi đánh bại Roxy sẽ là chứng minh thần tài chính Thánh Venus. Vì người đó tin đầu trọc cầm kiếm này, bởi kiếm sĩ là phải đối đầu với kiếm sĩ. Và cho nên trong video hôm nay, tôi sẽ đưa ra bảng xếp hạng 10 kiếm sĩ mạnh nhất trong WinBee để xem tôi và các bạn có bao nhiêu phần trăm là giống nhau. Bởi hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết cách đánh giá cấp độ sức mạnh của một kiếm sĩ là dựa vào những yếu tố nào. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Ngoài ra còn giúp kênh mình có lại đề xuất nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đứng ở vị trí thứ 10 là hoa kiếm Vista, đội trưởng đầu năm bằng hải tặc tướng hoàng đỏ trắng, là một người sử dụng song kiếm. Theo đó thì hoa kiếm Vista có quê hương là vùng biển Bắc, vùng biển được cho là nơi sản sinh rất nhiều hải quân nổi tiếng, ví dụ điển hình là đô đốc Kizaru và tăng thiếu sư đô đốc Akainu, là một trong số những thành viên đầu tiên của bằng hải tặc tướng hoàng đỏ trắng. Ở trận chiến thượng đỉnh Marineford 2 năm trước, hoa kiếm Vista đã đụng độ và được mắt dị hào Mihawk, sư phụ của Zoro, công nhận là một kiếm sĩ mạnh mẽ. Sau khi bằng hải tặc đỏ trắng thất bại ở trận chiến thượng đỉnh Marineford, hoa kiếm Vista đã cùng với phượng hoàng Marco đối đầu với bằng hải tặc tướng hoàng đỏ đen nhằm trả thù cho bộ già đỏ trắng. Do vậy thì với sức mạnh của hai trái quy bá đạo, không có để rau đen đánh bại tầng dư của bằng hải tặc rau trắng. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết ông đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Nhưng với việc Izo xuất hiện tại Wano trước đó, thì tôi cho rằng hoa kiếm Vista vẫn đang còn sống và chờ cơ hội trở lại chiến đấu báo thù tướng hoàng rau đen. Vị trí tiếp theo thuộc về Shirogumura, đội trưởng đội 2 bằng hải tặc tướng hoàng rau đen. Lần đầu tiên được nhắc đến ở nhà tù Imedao 2 năm trước, Shirogumura được xem là kẻ còn nguy hiểm hơn cả ngục trưởng Magellan. Mà theo lời phó đô đốc Gap đã nói thì hắn là một tên du côn bị giam ở tầng 6 của nhà tù Imedao. Sau khi được Rau Đen giải cứu thoát khỏi nơi này, Shirogumura đã đồng ý gia nhập bằng hải tặc tướng hoàng Rau Đen với vị trí đội trưởng đội 2. Hiện tại Shirogumura đang sở hữu năng lực trác quỷ tàng hình Suke-Suke, một trác quỷ hệ Paramecia khiến cơ thể trở nên vô hình. Dù chưa được Oda xác nhận, nhưng theo tôi, Shirogumura có sở hữu haki vũ trang và haki quan sát. Và cũng giống như Thánh Venus, vũ khí của Shirogumura là một thanh kiếm. Và đối với một nhân vật mạnh mẽ thì họ đều biết cách thức tỉnh trác quỷ của mình. Và cho nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Shirogumura đã thức tỉnh được trác quỷ tàng hình Suke-Suke. Do vậy thì tôi vẫn ưu ái cho nhân vật này đứng xếp trên Shirogumura một bậc. Và người đó không ai khác chính là Zoro, số 2 của bàn hải tặc Hung Rơm. Từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại thì Zoro không ngừng phát triển khả năng kiếm thuật. Và một trong số đó chính là việc chấp nhận cầu xin mắt dị hào Mihawk chỉ dạy cho mình kiếm thuật. Tại Wano, Zoro đã được công chúa Hiyori trao tặng thanh kiếm Diêm Ma của Kosuke Uden. Và cũng tại đây, Zoro đã đánh bại được King Okamban mạnh nhất dưới trướng tứ hoàng Kaido Bá Thú. Hiện tại thì Zoro cũng vừa mới đánh bại thiên tài Roxy mà chưa cần phải thật sự nghiêm túc. Chúng ta thấy Zoro vẫn chưa quán khăn trên đầu như trong trận chiến với King. Và như đã nói ở phần đầu của video, tôi cho rằng đối thủ chính của Zoro tại hòn đảo tương lai hết sẽ là chứng minh thần tài chính Thánh Venus. Trong hiện thân có con yêu quái Bakusu, hay còn gọi là Makot, tức là một con ngựa xương trắng. Tôi không biết trong khoảng thời gian 2 năm time skip, Zoro đã học được những gì từ mắt dị hào Mihawk. Nhưng có một điều gần như chắc chắn, Zoro đã mạnh hơn trước rất nhiều. Và nếu để ý mày sẽ thấy Zoro vẫn chưa có một đòn hồi tưởng nào chính thức về Mihawk. Và tôi tin rằng nếu có một đòn hồi tưởng về Mihawk thì cũng là lúc Zoro cường hóa được một thanh hắc kiếm. Xếp trên Zoro đứng vị trí thứ 7 là Trafalgar Diguajalo, thuyền trưởng bằng hải tặc trái tim, người vừa mới bị tướng hoàng đỏ đen đánh bại và cướp đi những bản sao Rock Body Glitch. Tôi đánh giá cao trình độ kiếm thuật của Lo hơn Zoro là bởi nhân vật này đã kết hợp trình độ kiếm thuật của mình với năng lực trác quỷ đã thức tỉnh một cách rất điều luyện. Hãy xem những gì mà Lo đã thể hiện với Big Mom tại Wano hay mới đây là với tướng hoàng đỏ đen thì chúng ta sẽ rõ. Chúng ta thấy tướng hoàng đỏ đen khá chặt vật mới có thể đánh bại được Lo. Và nếu không có sự giúp đỡ của Vanagut thì rất khó để rau đen đánh bại được kẻ đang bị dư nguyên thế giới truy nã 3 tỷ berry bằng với tiền truy nã của tướng hoàng Luffy. Hiện tại sau khi được Bibo hóa Sulam giải cứu thì chúng ta vẫn chưa biết Lo đang làm gì và ở đâu. Nhưng với việc xuất hiện trong trang bị của chapter 1007 thì rất có thể Lo sẽ cùng với những thành viên trong bang hải tặc của mình quay trở lại trong thời gian sắp tới. Tôi tin là như vậy. Vị trí thứ 6 thuộc về đô đốc hổ tím Fritora, vị đô đốc mang tư tưởng công lý danh dự, là một kiếm sĩ hay nói đúng hơn là một kiếm sĩ mù. Đô đốc hổ tím Fritora còn sở hữu thêm một trác quỷ hệ Paramecia, trái trọng lực Yusei Nomi. Trác quỷ này giúp Fritora điều khiển và tác động lên trọng lực, thậm chí là có thể gọi được thiên thạch. Mà theo lời Doflamingo đã nói thì Fritora là một con quái vật đúng nghĩa. Tôi đánh giá cao đô đốc hổ tím Fritora hơn Lo là bởi haki cũng như thể chất của Lo không thể nào bằng với vị đô đốc hổ tím này được. Minh chứng rõ ràng nhất là trận chiến của hai nhân vật này tại Grand Peak. Mặc dù có Doflamingo giúp sức, nhưng có thể thấy thì trác quỷ trọng lực của Fritora đã làm cho Lo yếu đi rất nhiều, phải luôn tìm cách chạy trốn. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết vị đô đốc này đang làm gì và ở đâu. Kể từ sau lần xuất hiện ở chapter 957, rất có thể Fritora đang đáy đất nước sa mạc Alabasta, nơi đang trở nên vô cùng hỗn loạn sau cái chết của vua Nefertari Copra và sự mất tích của công chúa Vivi. Đứng ở vị trí thứ 5 là vua bóng tối Raleigh, thiên phó bằng hải tặc Roger.
Này, tên học viện của Rau Trắng, nói một cách sổ sàng thì ta không thích ngươi. Đó là những lời mà vua bóng tối ra lại đã nói với tướng hoàng Rau Đen sau khi xuất hiện tại hòn đảo Amazon Lily của nữ hoàng hải tặc Bồ Hàn Cốc. Để rồi sau đó là nét mặt sợ hãi của vị tướng hoàng này. Tại quần đảo Somebody 2 năm trước, Rau Đen đã cầm chân đô đốc Vyjaru. Hiện tại tuy đã lớn tuổi nhưng sức mạnh của ông vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là sức mạnh về Haki. Và theo tôi, những người có sức mạnh thuần về Haki thì thể chất của họ cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ điển hình là Volodograph. Vì đây là một video nói về những kiếm sĩ trong quân bay. Và cho nên tôi chỉ có thể xếp Relay đứng thứ 5 trong danh sách những kiếm sĩ mạnh nhất quân bay này. Người tiếp theo tôi cho rằng có trình độ kiếm thuật còn hơn cả vua bóng tối Relay là Kathleen Fickerland, một thiên long nhân đang sống tại thánh địa Medjay. Năm đầu tiên xuất hiện ở chapter 1086, Kathleen Fickerland được giới thiệu là đội trưởng đội thanh hiệp sĩ. Và cũng ở chapter đó, nhà phát hành Yidesa bên Nhật Bản đã có một lời thay đổi giới thiệu về danh tính của Kathleen Fickerland, từ vua của thung lũng chúa trở thành vị anh hùng hay là nhà vô địch tại nơi này. Và nó thật sự đã đúng. Bởi trong đầu hồi tưởng về Kuma, chúng ta thấy Kathleen Fickerland rất máu lạnh khi đã sát hại rất nhiều người dân vô tội. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết thanh kiếm của Kathleen Fickerland là gì, nhưng với thân phận có phần đặc biệt của mình thì rất có thể đây chính là một trong số 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm trong quân bay. Ngoài ra, nếu Kathleen Fickerland là cha ruột của Sơn Tóc Đỏ, đồng thời là người gây ra vết sẹo cho tướng hoàng Rau Trắng, thì quá rõ ràng sức mạnh của nhân vật này là không hề tầm thường. Vị trí thứ ba thuộc về Sơn Tóc Đỏ, vị tướng hoàng duy nhất không sở hữu năng lực tra quỷ. Tới đó thì sức mạnh của Sơn Tóc Đỏ thuộc về Haki, đặc biệt là Haki Bá Vương. Vì cứ mỗi lần xuất hiện, Sơn Tóc Đỏ thường đi kèm với Haki Bá Vương. Hai năm trước là với tướng hoàng Rau Trắng, còn mới đây là với đô đốc và Sanarabaki, làm cho vị đô đốc này phải rời khỏi Wano. Do vậy thì ấn tượng nhất đối với tôi về khả năng kiếm thuật chính là đòn tấn công thần tụy ở chapter 1079, xóa sổ bằng hai tạc kích. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy kích đã hoàn toàn bất động sau đòn tấn công đó. Còn Killer thì cũng trọng thương sau khi cố gắng để đòn tấn công cho tiền trưởng kích. Do vậy thì xét về khả năng kiếm thuật thì Sơn Tóc Đỏ vẫn đứng sau người đàn ông này, đệ nhất kiếm sĩ Mark Yeo Mihawk. Điều này đã được Hải quân xác nhận ở chapter 1058 khi Vranel giới thiệu mức tiền chi nã của Mihawk là 3.590.000 Berry, một cái giá hoàn toàn phù hợp với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Sở hữu thanh hắc kiếm Yoru, nằm trong số 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, thì không cần nói chúng ta cũng biết Mihawk mạnh như thế nào. Trước khi gia nhập hệ thống tóc của Hải, Mark Yeo Mihawk từng là một thợ săn hải quân. Hiện tại Mihawk đã gia nhập tổ chức khủng bố Krakui do tướng hoàng Buggy đứng đầu, là một thế lực mới trong quanh đây, và cho nên tổ chức này sẽ xuất hiện rất nhiều trong thời gian sắp tới. Và một trong số những điều mà tôi mong đợi chính là cuộc đối đầu với bạn hải tặc tướng hoàng lục vị Murom. Lúc đó thì gần như chắc chắn Yoro sẽ phải đối đầu với sư phụ của mình là Mark Yeo Mihawk. Bởi nếu muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì Yoro phải đánh bại kiếm sĩ mạnh nhất thế giới hiện tại là Mihawk. Cuối cùng, người tôi cho rằng là kiếm sĩ mạnh nhất hiện tại trong quân bay là Thánh Venus. Vì theo tôi, sở dĩ hải quân công nhận Mihawk là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là vì Thánh Venus không thường xuyên xuất hiện và phô diễn sức mạnh. Bởi những vị ngôi đô tinh vẫn luôn che giấu vỏ bọc là những ông lão bình thường. Tôi đánh giá cao Thánh Venus là bởi khả năng kiếm thuật cộng với Haki và trái quỷ. Ngoài ra thanh kiếm của viện của đối tinh này vẫn còn là một ấn số. Rất có thể đây chính là thanh kiếm Sodai Heitatsu, nằm trong số 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Và nếu đúng đây là thanh kiếm Sodai Heitatsu thì vị trí top 1 là hoàn toàn xứng đáng. Bởi nếu kết hợp ba thứ lại với nhau thì sẽ tạo ra một con quái vật theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Một thanh kiếm Sodai Heitatsu cực phẩm, một tác quỷ cho thần thoại đã thức tỉnh với khả năng hồi phục nhanh chóng, cộng với lò Haki Bá Vương đặc biệt, thì liệu ai sẽ người đánh bại được Thánh Viên ở đây? Là Yoro hay là sự kết hợp của Yoro và Mihawk? Thật sự rất đáng để mong đợi. Trên đây là toàn bộ xếp hạng của tôi về 10 kiếm sĩ mạnh nhất trong quân bay hiện tại. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.